Xin chào mừng tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của nhóm 8 cuối tuần của chúng tôi. Và hôm nay cậu Tám Nghĩa Dũng rất vui được gặp và được hạnh ngộ cử vị theo giờ thường lệ với sự theo sự phân công của gia đình Tám. Thưa quý vị, hôm nay tôi xin đầu tiên thì xin được làm quen mọi người trước, chào mọi người trước. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cuối tuần, thời gian quý báu của cuối tuần của mình để mà cùng trò chuyện, cùng gặp gỡ với tất cả các thành viên trong nhóm 8 cuối tuần của chúng tôi. Xin chào, xin chào chị Nguyễn Thị Diễm Thúy ạ. Xin chào. Không biết là tôi nói mọi người, xin cho mọi người cho tôi một phản hồi là không biết là mình nói như vậy có nghe rõ không ạ? Nghe rõ không? Để mình biết ạ. Thưa quý vị, là tôi đang ngồi nói với các bà quý vị, gặp gỡ quý vị ở một nơi rất là xa Sài Gòn. Tôi đang ở Bình Phước. Sau khi nói chuyện với mọi người, được gặp mọi người xong thì tôi sẽ trong đêm nay tôi phải về lại nhà mình ở Bình Dương. Hôm nay một chủ đề mà tôi muốn được chia sẻ với mọi người, nó mang tính gọi là hot hot, hay là tôi có thể dùng từ là trong những ngày vừa qua. Em chào chị Phạm Bích Lan ạ. Cảm ơn chị Thi Diễm Thúy đã phản hồi và rõ. Xin trở lại chủ đề của chúng ta là cái câu chuyện mà tôi nói ở đây nó không mới, bởi vì tôi nghĩ tất cả chúng ta ai cũng quan tâm và cũng biết tới nó rồi, thậm chí là cộng đồng mạng cũng như tất cả chúng ta có rất nhiều người cảm thấy sôi sục, thậm chí là phẫn uất với những thực trạng đang xảy ra. Em chào bác Lan Hải. Đó là những cái thực trạng mà chúng ta thấy rằng chúng ta nghe biết tới, đó là liên quan đến ấu dâm. Ở đây tôi dùng từ ấu dâm, nhưng mà thật sự thì một cái thuật ngữ mà nó được diễn đạt rõ hơn, đó là lạm dụng tình dục ở trẻ em. Trẻ em đây là ở một cái đối tượng mà các em nó chưa được thành toàn về nhân cách, về trí tuệ, về sinh học, tất cả mọi cái. Thế mà em nó đã phải bị gặp một cái sang chấn tâm lý, thậm chí trở thành một cái vết thương nó đeo đẳng các em nó suốt cuộc đời. Và hôm nay thì nói vấn đề về những hệ lụy của ấu dâm, nó có nhiều nội dung để nói lắm. Ở đây thì cậu Tám Nguyễn Dũng xin được chia sẻ ở dưới cái nhìn cá nhân mình. Sau một thời gian mình được may mắn, và tôi dùng từ may mắn trong dấu ngoặc kép, bởi vì với một thân chủ mà rơi vào hoàn cảnh huống này để mình gặp họ thì tôi không thể gọi là may mắn được, rất là đau xót. Tôi xin chia sẻ với mọi người trong thời gian ngắn ngủi, chỉ nói đến cái ấu dâm và những hệ lụy về suy nghĩ mà liên quan đến hành vi tính dục của những nạn nhân đó trong đời sống họ trong tương lai. Chúng ta phẫn uất, chúng ta bức xúc bởi vì có những cái vấn đề xảy ra quá trầm trọng, thậm chí là cái sự can thiệp dường như của hệ thống, của những người có trách nhiệm phụ trách, cũng như là của những ai liên quan đến những nạn nhân cũng như người thân của họ, dường như chúng ta tưởng chừng như nó hơi bị chậm trễ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cảm nhận, với tôi cảm nhận một điều, dường như cái tiếng kêu cứu, cái hành trình, cái con đường đi tìm chân lý hay đi tìm sự công bằng với những nạn nhân đó hay những người thân đó, dường như rất là khó khăn, thậm chí là gặp rất nhiều trở ngại. Trở ngại nhiều phía, về phía chính bản thân gia đình họ, họ không đủ tiềm lực, không đủ điều kiện, giới hạn về nhận thức, giới hạn về kinh tế, vân vân, mọi quan hệ xã hội. Hay là cái trở ngại từ những người mà thủ ác, tôi dùng từ thủ ác, những người mà gây ra tội ác lại là những người có vị thế, thậm chí là có điều kiện, họ sẵn sàng tìm cách thỏa hiệp để che đậy cái vết thương họ đã gây ra cho nạn nhân. Phải nói thời gian gần đây là cộng đồng mạng của chúng ta đã hoạt động rất tích cực. Về bản thân của tôi nhận xét như vậy, bởi vì qua cộng đồng mạng mà rất nhiều những nạn nhân, rất nhiều những cái sự kiện, những cái vụ án liên quan lạm dụng tình dục với trẻ em, mà tôi gọi là ấu dâm, chúng ta gọi nhau là ấu dâm, được phơi bày ánh sáng. Thậm chí là cộng đồng mạng chúng ta dường như đi bước trước nữa, bước trước chúng ta trở thành, cộng đồng mạng chúng ta trở thành một cái lực lượng, một cái kênh thông tin, hay gọi là một cái nguồn lực để mà tạo sự đồng thuận xã hội, gây tác động lên cái sự quyết liệt
vào cuộc quyết liệt của các cơ quan phụ trách. Ở đây thì tôi chỉ nói rằng là về mặt tâm lý, là người làm tham vấn tâm lý, thì tôi chỉ nói rằng là không có cái chữ nào mà công bằng đúng nghĩa để mà có thể trả lại cho những người đã từng là nạn nhân của sự ẩu dâm. Tôi nói với tất cả đi đâu, cho dù là chúng ta có xử tử hình hay xử chung thân hay phạt thế nào đó, thì cũng không thể nào nói rằng trả lại sự công bằng cho nạn nhân đã được. Vậy thì việc mà chúng ta cần phải trừng trị, cần phải lôi ánh sáng, cần phải để cho kẻ thù ác phải bị trừng trị, đó là một cách chúng ta góp phần làm răn đe, thậm chí là làm một cái gương, một cái bài học thích đáng, cũng như là cái cơ hội phản tỉnh cho tất cả những bậc cha mẹ, người thân cũng như những nạn nhân ở trong tương lai sẽ không bị vào cảnh huống đau khổ đó nữa. Thực tế thì những nạn nhân mà tôi may mắn được gặp, tôi xin lỗi, tôi nói xin nhắc lại là cái chữ may mắn tôi dùng cái dấu nháy nhé, thì đa phần họ 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 rất khó bộc bạch câu chuyện của cuộc đời mình ra. Họ dường như họ chọn lựa sự im lặng và cam chịu, im lặng và cam chịu. Trừ trường hợp mà những trường hợp nào đó họ được khuyến khích từ gia đình, hoặc là có một ai đã đồng hành với họ, họ dám lên tiếng. Thậm chí có những trường hợp họ lên tiếng thì họ họ cảm thấy đơn độc. Ở đây tôi trở lại vấn đề của mình, là tôi xin chia sẻ hai khía cạnh quý vị. Tôi chỉ nói hai khía cạnh thôi. Đó là ấu dâm nó hệ lụy đến suy nghĩ và hành vi liên quan đến tính dục của nạn nhân sau này. Với những người mà đã bị những cái tình trạng như thế, với người bị tình trạng như thế, họ rất dễ, khi mà những nạn nhân mà không được can thiệp, không được điều trị, không được can thiệp, không được điều trị, họ rất dễ có cái cảm thức là họ là một người rất là nhơ nhớp, bẩn thỉu, thậm chí họ cảm thấy họ không bao giờ rửa sạch được cái vết nhơ, sự trong sạch, nhất là trong cái văn hóa của chúng ta. Tôi nói cái sự trong sạch đây không phải chỉ là người nữ, các bạn nữ mới 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 cảm nhận đó, mà ngay các bạn nam mà đã là nạn nhân cũng sẽ có một, chính cái cảm thức mà không cảm nhận, không nhìn, luôn luôn nghĩ rằng mình trong tình trạng dơ bẩn như thế, họ rất dễ trở thành một mặc cảm tự ti và khép kín. Thậm chí là nếu như trong tương lai họ có một cái tình cảm nào đó đối với họ một cách chân thành đó, họ cũng rất sợ, rất khó đón nhận cái sự tình cảm đó, tình cảm chân thành của một người khác phái đối với mình, muốn 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 kết nối với mình. Có một điều là, xin chào một chút, chào chào em Nhã Quỳnh, chào chị Diễm Phước, chào Hoài Trần. Có một điều là tôi rất ngạc nhiên ở chỗ là trong cái cảnh huống họ phải phải một mình họ vào cam chịu như vậy đó, và họ bị cái sang chấn tâm lý nó dẫn chuyện là họ họ không đủ can đảm để đón nhận tình cảm của một người khác mình, bởi vì họ luôn luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng. Có những trường hợp họ bị như thế, họ thường tìm cái sự một cái việc làm cụ thể, là họ họ rất thích ngâm mình trong cái làn nước, trong cái làn nước. Tôi có gặp những ca như thế, bởi vì họ cảm nhận được khi họ ngâm vào mình vào làn nước ấm, họ cảm thấy họ như được gọt rửa, họ được gọt rửa cái sự nhơ nhớp mà họ vấy bẩn. Nhưng mà thật sự một điều có một câu chuyện là từ cái cảm thức mà luôn luôn nghĩ mình không được trong sạch, bởi vì mình mất, giống như tôi nói một câu là mất đi cái trinh tiết thì tôi dùng tạm dùng từ trinh tiết ở đây, dẫn đến câu chuyện là họ 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 khép kín, họ tự ti, họ không tự tin để mà có thể thiết lập một mối tương giao mới, một mối quan hệ mới với một người đối diện. Thậm chí nữa là họ họ xem cái việc họ là đã từng là nạn nhân giống như là một cái điều kiện tiên quyết để họ không thể nào có thể nào, giống như là một trang giấy trắng tinh để mà để viết một cái chuyện tình cảm mình với người khác trên trang giấy đó. Ở đây là cái điều mà về mặt tình cảm họ
Những người nạn nhân của ấu dâm và rất dễ khi nếu không được can thiệp, không điều trị thì rất dễ xảy ra trong tương lai. Cái chiều kích thứ hai mà tôi muốn nói trong cái thời gian ngắn ngủi để tôi nói đó là những người bị ấu dâm rất dễ trở thành là một kẻ nô lệ về tình dục trong tương lai. Có những ca mà chúng ta xem ở báo đài, hay là tôi xin giới thiệu với các bạn, các anh chị là có một cuốn sách mà tôi đang đọc ở đây, cuốn sách là Dũng cảm lên em, của một một người chị đã tặng cho tôi, đó là Vượt qua sang chấn xâm hại tình dục dành cho tuổi teen. Ở trong này người ta viết những câu chuyện dường như có thật ở trong này, và khi mà đọc cuốn sách này xong rồi gặp những cái ca mình được may mắn đồng hành, và khi mà tiếp cận những ca trên báo đài thì tôi lại lại càng xác tín hơn cái việc này nữa. Đó là những cái người mà họ bị ấu dâm và nếu cái việc đó không được phanh phui, họ bị đe dọa, họ chấp nhận, giống như vươn tay họ chấp nhận cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, và trong tương lai họ rất rơi vào cái trạng thái là bị nô lệ tình dục. Nó có nhiều nguyên nhân. Ở đây tôi xin phân tích hai cái khía cạnh để dẫn đến chuyện đó. Thứ nhất là cái trạng thái của những người mà cam chịu trong ấu dâm đó, họ sẽ quen với cái cảm với cái xung năng, họ quen với xung năng thỏa mãn được cái việc tình dục, đồng ý họ không phải là đối tượng chủ động. Và trong tất cả những cái mà gây dấu ấn cho người ta thì cái dấu ấn liên quan tính dục nó nhất là những cái hành vi tính dục đầu đời nó theo con người ta dai dẳng nhất. Việc thứ hai nữa là khi họ bị đe dọa, họ không thể lên tiếng, họ chấp nhận cam chịu như thế, thì trong một tương lai giống như họ có một cảm thức quen với cái việc được 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 bị ai đó thỏa mãn cho mình bằng hành vi lạm dụng tình dục gì đó, thì họ quen, giống như người ta nói ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, đồng ý là họ họ cảm thấy đau khổ, họ chua xót, nhưng mà cái cảm thức của họ về cái việc trải nghiệm về tính dục như thế nó dường như đeo đẳng họ xuống trong tương lai. Và cho dù là những người đó họ sau này họ họ có thể bước qua được cái ngưỡng cửa, họ có thể lập một gia đình, nhưng mà nếu như có một cái biến cố nào đó nó trong vô thức nó vọng về với họ và nó thúc đẩy họ, giống như họ trở về giống như con ngựa, chúng ta nói cho giống như ông bà nói là ngựa quen đường cũ, tôi tạm dùng cái từ cái thành ngữ tôi nói là họ giống như họ 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 họ, họ bị gọi về với cái xúc cảm mà đầu tiên họ họ trải qua liên quan đến việc và từ đó dẫn đến họ là họ thường thường rất dễ bị trở thành một nạn nhân, mà họ trở thành nạn nhân bị người lạm dụng tới cách lạm dụng, và giống như họ trở thành một nô lệ trong sự cam chịu. Tôi mở rộng một tí xíu, nhưng trong thời gian ngắn ngủi tôi sẽ tiếp như nào. Trong những cái trường hợp mà hiện nay ở Việt Nam mình, tôi hay theo dõi là những ca mà được chẳng hạn những cái vụ mà một trường ở ngoài Bắc Giang của ông thầy hiệu trưởng hình như là ông thầy hiệu trưởng, hình như tôi nhớ Sầm Đức Sương thì phải. Khi mà ông ta lạm dụng với các học sinh nam, tôi thấy rằng là sau đó thì không biết là cơ quan điều tra như thế nào tôi không hiểu, nhưng mà cái mà tôi trông chờ là những cái liệu pháp tâm lý, những cái sự đồng hành về tham vấn tâm lý với những nạn nhân đó đang được tiến hành như thế nào, có được tiến hành và đã tiến hành hay không, được tiến hành bởi ai, có được tiến hành bởi nhà chuyên môn thực sự hay không, để can thiệp hỗ trợ cho các bạn, các em của chúng ta vượt qua cái sang chấn tâm lý đó, để các em nó cảm thấy như là một nó đón nó, trang bị cho các em một cái tâm thế đón nhận một sự cố như là một tai nạn, để khép lại tai nạn đó mình phải chấp nhận cho vết thương được chữa lành. Thì tôi đang quan tâm những cái chuyện này, dường như ở chúng ta cái chuyện này chúng ta chưa quan tâm đủ mức. Tôi nói thật là như thế. Cái việc mà họ biến họ thành nạn nhân, họ thành thành nạn nhân và cái việc mà để mà cái người thân, đặc biệt ở đây là các em, tôi thật sự đặc biệt ở đây là các em của chúng ta, thưa quý vị, các em chúng ta thì chúng ta càng phải chua xót hơn nữa. Dạ, chị Diễm Thúy có nói là vấn nạn này đang gia tăng và thực sự đau lòng vì luật pháp của nước ta còn xử nhẹ tội cho con trẻ suốt đời bị ám ảnh tự ti và nhiều điều không lường hết được. Dạ đúng rồi, chị Thúy nói đúng rồi. Thật sự mà nói là cái việc xử án của chúng ta giống như cái vụ án vừa rồi, xử một ông thiếu úy công an ở ngoài Bắc, khi mà ông ta hiếp dâm tập thể với một vợ, chúng ta dùng từ này từ giao cấu dưới trẻ với một em bé mới lớp 8, mà xử có 3 năm tù, tôi thấy là quá nhẹ, với chúng ta tôi thấy quá nhẹ. Bởi vì cái 3 năm tù nó không có đủ sức răn đe với những người tiếp theo, họ sẽ có thể vấp ngã tiếp theo nữa. Quá nhẹ.
Thì cuối cùng tôi muốn chia sẻ nè, đứng trước những vấn nạn xảy ra, bây giờ bậc làm cha mẹ chúng ta phải làm gì? Những người đã chẳng may mắn bị con mình trở thành nạn nhân thì chúng ta phải làm gì? Và những người không bao giờ mong muốn con mình rơi vào cái trở thành một cái nạn nhân, con mồi cho những kẻ đó, thì chúng ta cần phải làm gì? Tôi nói trường thứ nhất, nếu chẳng may con chúng ta đã rơi vào, thì tôi xin thật sự xin tất cả quý vị, nếu các bạn biết thì quý vị hãy giúp cho những người thân của con em chúng ta, hãy can đảm. Thứ nhất, hãy nhờ, mình đứng một mình chiến đấu thì mình sẽ đơn độc, nhưng hãy nhờ nhiều người đừng đứng chiến đấu với mình để vạch trần cái kẻ ác đưa ra ánh sáng. Thứ hai, hãy đưa con em chúng ta để các em được can thiệp trị liệu, vì cái này rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Hãy cho các em chúng ta được cơ hội trị liệu. Và tôi nói thật các anh chị là những người mà làm tham vấn chúng tôi luôn luôn sẵn sàng. Nói thật với các anh chị là những ca mà tôi làm tham vấn liên quan cái này, thường nhiều rất ít ca mà tôi nhận một cái thù lao nữa. Tôi thật với các anh chị như vậy. Cho nên là tôi nghĩ tôi và tôi biết được một số anh chị em, một số đàn anh đàn chị của tôi ở Sài Gòn, ở Hà Nội, cũng như là các đô thị luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ đồng giúp cho những cái ca này. Nên là tôi nghĩ các anh chị nên phải can đảm là chuyện này để hỗ trợ con em chúng ta, để ít nhất là con em chúng ta phải ý thức mình đã là nạn nhân, thì bây giờ mình phải vượt lên trên cái trạng thái nạn nhân đó như thế nào, để mình sống với cái vết thương đó, để vết thương đó nó phải được lành lặn như thế nào. Để cạnh thứ hai, với các bậc cha mẹ, chúng ta có nhiều cái chương trình nói về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em ở nhau vân. Vậy ở đây thì tôi xin nói một cái khía cạnh, với quan điểm của tôi thì gia đình chính là cái cơ ngơi đầu tiên để trang bị đủ kháng sinh cho con em chúng ta. Có những trường hợp rất đau lòng xảy ra, mà khi xảy ra rồi cha mẹ dường như không tin, thậm chí là cha mẹ còn chấp nhận đưa chưng. Ví dụ vừa rồi một chuyện mà tôi thấy biết ở Hà Nội rất đau lòng, khi mà phát hiện một thầy giáo đó lạm dụng tình dục với các em học sinh, nhưng mà ba mẹ biết, nhưng có một số mình vẫn muốn là phải cho con mình tiếp tục học, bởi vì là thầy dạy rất là giỏi. Tôi thì nói một điều là nếu chúng ta nghĩ rằng cái điểm số của em chúng ta quan trọng hơn cái nhân cách, cái phẩm tính và cái tự trọng con em chúng ta thì chúng ta sai rồi. Tôi nói một điều nữa cho là con em chúng ta hôm nay nó rớt môn này thì nó sẽ học lại được, nhưng nó mất đi cái lòng tự trọng và sự tự tin cuộc đời này thì không dễ lấy lại cho nó được. Nên chúng ta phải cần lựa chọn. Thứ hai, hãy biến gia đình chúng ta thành một cái nơi mà ở đó những chuyện vui buồn, những biến cố trong cuộc đời mỗi thành viên gặp, và đặc biệt với con em chúng ta. Hiện nay ấy, chúng ta biết rằng con em chúng ta ở trường nhiều hơn, tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn, với thầy cô nhiều hơn, với xã hội nhiều hơn. Vậy thì chúng ta dành thời gian ngắn ngủi còn lại làm sao để tất cả những gì mà con em chúng ta đã gặp ở ngoài đời nó con em chúng ta sẵn sàng chia sẻ với chúng ta. Bởi vì tôi thật với các anh chị là những cái biểu hiện về lạm dụng tình dục và liên quan ấu dâm đó, nó không phải là thể hiện một sớm một chiều, mà nó là cả một chuỗi sự kiện, một số sự kiện bất thường. Và chúng ta về mặt tâm lý đó, mỗi một con người đều có một cái khả năng trực giác. Đồng ý, đừng nghĩ rằng đứa bé chúng ta nhỏ nó không biết, nó phải có một trực giác, và nó nhân cái mà đụng chạm hay sờ mó những cái thì chúng ta cần phải hỏi con em chúng ta. Tôi vẫn nói với các bậc phụ huynh là thay vì hỏi con chúng ta hôm nay được bao nhiêu điểm thì hãy hỏi con em chúng ta hôm nay học ở trường có gì vui, có cái gì khác thường với con hay không, có ai đụng vào người con hay không, có cái gì đó hay không. Đừng để khi chúng ta quá muộn, khi chúng ta quá muộn, bởi vì khi việc mà đã xảy ra rồi thì cái việc mà chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian và năng lượng cho cái việc là nếu chúng ta muốn vạch trần cái kẻ đã gây tội ác với con mình là tốn rất nhiều năng lượng, điều kiện. Bên cạnh đó chúng ta cần tiếp một việc nữa là phải tốn cái điều kiện đầu tư tất cả để mà con chúng ta được can thiệp, được trị liệu lại càng khó khăn hơn nữa. Cho nên chúng ta hãy, tôi thật sự là tha thiết là chúng ta hãy biến cái gia đình chúng ta trở thành một cái cầu nối, mà ở đó con em chúng ta nó sẵn sàng chia sẻ những cái nó gặp được ở trường, bất cứ cái điều gì nó gặp khó khăn, nó có thể, tôi nói ngay cả chuyện là nó có thể có những ngộ nhận về tình cảm đầu đời, thì gia đình cũng phải là nơi, không phải là cấm đoán, mà nơi để con em chúng ta phải chia sẻ. Bởi vì khi con em chúng ta chia sẻ thì chúng ta sẽ biết được là tình trạng ở mức độ nào để chúng ta tìm can thiệp một cách kịp thời, để mà chúng ta sẽ không có những cái ca đau buồn xảy ra nữa.
Một báo cáo mới, tôi không biết là nó chính xác là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà tôi đọc tôi rất buồn là cứ khoảng 8 giờ, hình như tôi nhớ không lầm là 8 giờ, thì chúng ta lại có một trẻ bị xâm hại tình dục. Và tôi nhắc lại là cái khái niệm xâm hại tình dục, đừng có nghĩ rằng khi nào người ta giao cấu với con em chúng ta rồi thì chúng ta nghĩ rằng mới là xâm hại tình dục. Thưa quý vị, đó là sự sờ mó vào cái vùng nhạy cảm. Đó là có thể là thích xem ảnh nude của con em chúng ta. Đó có thể là thích rủ con em chúng ta xem phim những trang web đen, vân vân. Tất cả cái đó là dấu hiệu của xã hội là của ấu dâm rồi. Và nếu mà đợi đến cái việc là người ta giao cấu với con chúng ta rồi chúng ta mới bảo đó mới xâm hại tình dục thì đó là quá muộn rồi, thưa quý vị, quá muộn rồi. Và chính cái điều mà chúng ta quan tâm thật sớm và chúng ta can đảm cùng với con chúng ta để con chúng ta được can thiệp, nếu con chúng ta đã là nạn nhân thì chúng ta đã giúp cho con chúng ta có một đời sống trong tương lai được bình an hơn. Và lời cuối cùng thì Nguyễn Dũng, cậu Tám Nguyễn Dũng xin gửi đến mọi người là hãy nhớ rằng con em chúng ta chỉ là nạn nhân, và trách nhiệm của cái việc để con em chúng ta bị lạm dụng, bị trở thành nạn nhân của kẻ biến thái ấu dâm là trách nhiệm của chúng ta, của cha mẹ và của xã hội. Và tôi mở ngoặc một điều nữa, cái hình thức tội phạm về ấu dâm sẽ còn tiếp tục, nó sẽ càng ngày nó càng tinh vi hơn, nếu như thậm chí nó còn táo bạo nữa, nếu như cái sự can thiệp và trừng trị của xã hội cũng như của pháp luật không thích đáng với những kẻ tội phạm đó. Lời cuối cùng thì Nguyễn Dũng xin cầu mong cho, ước nguyện làm sao cho cái tình trạng, cái vấn nạn của những em mà bị ấu dâm của chúng ta sẽ giảm, thậm chí là không còn xảy ra nữa. Và cầu mong cho tất cả các bậc cha mẹ là người thân của các em khi phát hiện con mình thì hãy can đảm nói lên sự thật, can đảm mời gọi người khác cộng tác vào để vạch trần kẻ ác, để trừng trị kẻ ác, và cũng can đảm đưa con chúng ta tới được trị liệu bởi các chuyên gia. Xin kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị trong cái giờ ngắn ngủi này. Xin chào tạm biệt và hẹn tất cả quý vị trong những số 8 cuối tuần tiếp theo. Xin cảm ơn thời gian quý báu của quý vị cuối tuần. Chúc quý vị và gia đình có một kỳ nghỉ lễ thật đầm ấm, an vui bên người thân trong kỳ nghỉ lễ dài ngày của chúng ta. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.